Chào cháu nha, cháu cùng ông đi xem thợ xẻ nó cẩu gỗ vào bàn xẻ để xẻ nhá. Xem thợ xẻ nó cẩu gỗ vào bàn xẻ để xẻ. Đấy. Đấy. Cái bàn xẻ nó cách cái chỗ hết tầm cẩu độ khoảng 1 mét là phải có cái đà để kê kích vào nhá. Đà kê kích vào, có cái hai cái que đà này. Kê kích vào bàn xẻ để xẻ đây. Cây này như cây queo ấy nhỉ. À, cây queo to dã man ấy nhỉ. Nhanh đấy mọi đâu? Cái này để ở đâu mà hôm nay đưa ra đây? Để trong xó kìa. Ăn bàn nó hết tầm bàn hết tầm ấy rồi. Thế mà xem xa cái làm hai cái đà này để bắn bẫy. Cháu cháu đầu vào trong. Nhàn chưa? Nhàn. Rất nhàn. Cái tròn nào à? Chèn đúng này nó vào hột trượt đấy. Chèn đấy. Hôm qua tôi lại đang xuống rồi. Làm gì được đâu.
không ạ? Nó là bác chí phủ cái kia coi nó lên vào đây nó hỏng ấy. Chơi ấy đất à? Từ từ á, cô để xuống cái này xem có đinh không? Cây này là to này nó hay trồng gần nhà là có đinh. Cây trên đồi, đỉnh đồi. À đỉnh đồi thì không được gì. Trồng gần nhà chứ đinh đỉnh đồi không được gì. Đỉnh đồi chẳng có ai mà đóng đinh làm gì. Hồi này đi nấp đất bờ ao thôi. Hồi này đi nấp đất bờ ao thôi. Thức đi làm tầng lõng mà. Chưa đi à? Cháu làm gì tầng lõng đâu. Nằm hai bên đường ấy. À thế à? Về đây rồi. Về đây nằm bê tông thì làm gì ở đây? Đẩy gỗ này. Chỉ có gỗ chẳng cần đẩy này. À. Gỗ to này thì mới về gọi là không chẳng cần. Không năn được nữa, không năn được nên lấy chịu biệt à? Ừ, nặng lắm. Ừ, nắm dần. Các cháu xem mà thầy gặp nhận như mắm may ủng hộ ông làm chia sẻ trên tờ cũng như thế này các cháu có liên sâu nhé.